La Quốc Hùng vừa đi vừa khóc, ít đóng phim, U40 vẫn phong độ và tiên đồ hẹn hò Vũ Ngọc Đãng. La Quốc Hùng chắc hẳn là cái tên không còn xa lạ với các khán giả yêu phim truyền hình Việt Nam. Từ những vai diễn không thoại cho đến thành công của vai phụ trong Vừa Đi Vừa Khóc, nam diễn viên đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng các khán giả yêu phim Việt. Những năm 2010, một trong những bộ phim truyền hình tạo được dấu ấn với khán giả là Vừa Đi Vừa Khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Phim kể về hành trình vượt qua những khó khăn của một cô gái phải giấu mình đi để giả nam trước những khát khao có con trai của gia đình. Với sự tham gia của dàn diễn viên được yêu thích như Minh Hằng, Lương Mạnh Hải, Ninh Dương, Lan Ngọc, Nhã Phương, phim nhanh chóng trở thành đề tài thu hút sự bàn luận của giới trẻ khi ấy. Trong dàn diễn viên, La Quốc Hùng đóng vai Lố, anh chàng có tình cảm với Thêu Nhã Phương và luôn tìm cách bắt nạt người Thêu thích là Đông Dương Minh Hằng. Vai diễn này được khán giả nhắc đến nhiều và cho đến nay nó như là hình ảnh để công chúng nhớ về anh. Thành công với vai Lố trong Vừa Đi Vừa Khóc, La Quốc Hùng đến với phim ảnh hoàn toàn không có chủ ý từ trước. Nam diễn viên bán duyên với diễn xuất nhờ lọt vào mắt xanh của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Anh nhận được vai Lố trong bộ phim truyền hình ăn khách thời điểm bấy giờ là Vừa Đi Vừa Khóc. Dù chưa từng học qua trường lớp về diễn xuất, nhưng nét diễn của La Quốc Hùng vô cùng tự nhiên. Thậm chí không ít lần anh còn khiến khán giả nhầm lẫn rằng Hùng chính là Lố, mà Lố cũng chính là Hùng bởi nét diễn có như không của mình. Bản thân nam diễn viên từng chia sẻ, tôi luôn tâm niệm phải có vai thật hay mới đóng, vì sợ những vai diễn cứ na ná nhau khiến mình dễ lặp lại chính mình. Ngay cả những diễn viên tên tuổi cũng chỉ có vài nét diễn, huống hồ mình là dân nghiệp dư nên càng phải cố gắng có cái gì đó thật khác đi. Do vai diễn Lố thành công hơn mong đợi nên La Quốc Hùng luôn lo sợ rằng bản thân sẽ không vượt qua được cái bóng của chính mình. Tuy vậy, những vai diễn về sau này của anh luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Từ chàng trai đồng tính si tình trong Hot Boy Nổi Loạn 2 đến anh chàng trốn lệnh truy nã trong Con Ma Nhà Họ Vương, tất cả đều được La Quốc Hùng xử lý vô cùng gọn gàng. Điều đặc biệt chính là tất cả những phim anh nhận lời đều chỉ được đạo diễn bởi Vũ Ngọc Đãng. La Quốc Hùng cũng chia sẻ, rất nhiều người đặt câu hỏi tại sao tôi không đóng phim của đạo diễn khác mà chỉ đóng phim của Vũ Ngọc Đãng. Tôi nghĩ một phần do tính cách tôi khá an toàn. Tôi may mắn được làm việc với một ekip quen thuộc. Họ biết điểm mạnh của tôi và những giới hạn của tôi để làm ra một sản phẩm tốt nhất. Tôi cũng rất mong chờ được đóng thêm những dạng vai khác trong phim của các đạo diễn khác. Tuy nhiên, tôi được mời đóng các nhân vật trùng lập với những vai diễn trước nên tôi không nhận. Duyên làm việc giữa tôi với các đạo diễn khác chưa tới, chứ không phải tôi tự giới hạn mình trong các phim của anh Đãng hay là bị anh ấy can thiệp. Anh chia sẻ thêm, tôi nghĩ mình may mắn gặp được anh Đãng. Nếu anh Đãng không mời tôi đóng phim, tôi không thể có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh. Dù mọi người có nói thế nào, tôi vẫn tin tưởng ở khả năng của anh Đãng. Tôi vẫn sẽ tham gia phim của anh ấy nếu được mời, bất kể vai lớn hay vai nhỏ. Đối với tôi, tham gia phim của anh Đãng chỉ được chứ không mất gì. Bẻ lái đi học đạo diễn vì đam mê. Đang có một sự nghiệp thành công cùng nhân duyên với những bộ phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng là thế, nhưng La Quốc Hùng lại bất ngờ bẻ lái để đi học đạo diễn. Được biết anh theo học khoa đạo diễn tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình theo học tại trường, La Quốc Hùng đã có cơ hội thực tập cùng những người anh trong nghề ở dự án phim Sài Gòn Anh Yêu Em. Anh thẳng thắn chia sẻ quan điểm làm nghề của mình, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vội vàng trên con đường đạo diễn vì rất sợ cảm giác bị cuốn theo trào lưu. Trước đó, nam diễn viên từng bộc bạch trong cuộc phỏng vấn với ngôi sao.net rằng bản thân mình vô cùng may mắn khi có duyên gặp được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Anh quyết định đi học đạo diễn. Trong quá trình làm việc đã được Vũ Ngọc Đãng truyền lửa đam mê, song bản thân anh cũng muốn can thiệp, hỗ trợ, đẩy hoặc tiết chế được cảm xúc của diễn viên. Là một diễn viên, khi đi học ngành đạo diễn, tôi thấy có nhiều lợi thế. Tôi cảm nhận và hiểu tâm lý diễn viên hơn. Ở vai trò đạo diễn, tôi có thể can thiệp, hỗ trợ, đẩy cảm xúc cho họ hoặc tiết chế bớt. Ngược lại, nếu là một đạo diễn đi đóng phim, tôi sẽ quên hết các yếu tố, kỹ thuật, máy quay, ánh sáng, âm thanh để chỉ còn cảm xúc của nhân vật. Như vậy, vai diễn sẽ chân thực hơn, La Quốc Hùng tâm sự. Hiện tại, La Quốc Hùng đã tham gia vào đội ngũ sản xuất của nhiều bộ phim đình đám, có thể kể đến như Bố Già, Tâm Sắc Tấm, Tiệc Trăng Máu. Tất cả các phim đều để lại tiếng vang lớn trong làng điện ảnh Việt Nam. Ngoài ra, La Quốc Hùng còn có mối quan hệ mật thiết với dàn sao đình đám của showbiz Việt. Anh chàng thường xuyên đăng tải những hình ảnh với các cử chỉ thân thiết cùng họ. Khi đọ sắc cùng các ngôi sao khác, Quốc Hùng không hề bị lép vế vì ngoại hình tuổi 33 cực phong độ. Người tình tiên đồn của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Từng có thời điểm trong hầu hết những dự án phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đều có sự xuất hiện của La Quốc Hùng, nên cả hai bị đồn rằng đang trong mối quan hệ đồng giới. Quả thật, sau khi bén duyên ở bộ phim Vừa Đi Vừa Khóc, hai người gần như luôn đồng hành và sát cánh cùng nhau. La Quốc Hùng từng lên tiếng về mối quan hệ của cả hai. Cụ thể, anh chia sẻ, anh Đãng là một người sống rất tình cảm. Chuyện anh ấy tình cảm là thật chứ không phải tin đồn. Khi tôi có bất cứ điều gì trong cuộc sống, người đầu tiên tôi chia sẻ chính là anh Đãng. Tôi cảm thấy rất quý anh. Hiện tại tôi xem anh như một người thân trong gia đình. Người nhà tôi cũng không nói hay hỏi gì về mối quan hệ của chúng tôi.
Ở tuổi 33, La Quốc Hùng ngày càng phong độ và thăng tiến trong sự nghiệp sản xuất phim của mình. Cũng vì thế, anh dần vắng bóng khỏi màn ảnh với tư cách diễn viên. Dù sao đến nay, công việc mà anh đang làm cũng cho thấy niềm đam mê lớn của anh với phim ảnh. Đến thời điểm hiện tại, khán giả vẫn thấy sự xuất hiện của cả hai trong danh sách đội ngũ sản xuất các bộ phim. Họ luôn đồng hành cùng nhau để hỗ trợ và nâng đỡ cho nhau trong sự nghiệp.